Xin chào mọi người ha. Thì dạo gần đây mình thấy bộ phim Squid Game, cái trò chơi con mực ấy mọi người, khá là hot luôn, rất là nổi tiếng trên mạng. Thì hiện tại trò chơi con mực cũng đã xâm nhập vào thế giới game Play Together này rồi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người cách chơi Squid Game, trò chơi con mực trong tựa game Play Together này ha. Vì bộ phim khá là hot nên trong game cũng đã xuất hiện rồi. Thì hôm nay anh em còn phải vào bữa tiệc nha. Đây, anh em cần phải vào bữa tiệc. Hoặc là anh em bật điện thoại lên nè, anh em bấm vô mục tiệc tại nhà cho nó nhanh. Hoặc là anh em có thể tới chỗ này, chỗ tiệc tại nhà anh em lời. Tới đây thì nó sẽ hiện lên đây, anh em tìm cái trò chơi sự quiz game nha. Đây, rất là nhiều cô có thơ Nguyễn luôn. Wow, rất là nhiều nha anh em. Đây rất là những cái người mà danh sách thì tại nhà đang hot. Thì anh em kéo xuống, anh em tìm game Squid Game do cái bạn Sang Cute 18 bạn ấy xây dựng nha. Đây giờ mình sẽ kéo xuống tìm bạn ấy đâu, phía dưới đây nè. Anh em cứ kéo xuống là thấy thôi. Rất là nhiều những ngày những bữa tiệc tại nhà này đang rất là hot luôn. Wow, rất là nhiều bữa tiệc luôn, anh em có thể đi xem mấy bữa tiệc này cũng được. Sẽ tìm đài rài thấy rồi mọi người ơi, kéo xuống này tới chỗ này, chỗ bạn Senkute 18 nha, Squid Game My Home nè. Đó, anh em bấm vào tham gia. Rồi, sảnh đã kín người rồi, anh em cứ bấm liên tục là sẽ vô thôi, yên tâm. Tại mỗi sảnh chỉ 60 người thôi. Nhưng mà anh em cứ bấm liên tục là sẽ vào được thôi nha. Hiện tại này khá là hot luôn nên lúc nào cũng kín người đầy, mình đã vô được rồi. Đây. Vô đây thì anh em có thể rủ bạn bè vô và cùng nhau chơi tất cả các trò chơi trong bộ phim Squid Game ha, trò chơi con mực. Rồi, mình đã tham gia bạn ấy. Thì anh em nào vào tham gia thì nhớ tặng cho bạn ấy một ngôi sao nha. Vì bạn ấy cũng đã công xây dựng cái này đó là công phu, nó là mất bao nhiêu tâm huyết anh em bỏ vô đây, thì anh em nhớ cho anh em sao. Đây, căn phòng. Thì đầu tiên vô thì anh em sẽ thấy một căn phòng giống trong phim Squid Game. Đây, những căn phòng mà những nhiều người đã gục xuống đây rồi. Đây, anh em có thể lên đây ngủ, nghỉ trưa cũng được. Đợi bắt đầu trò chơi bắt đầu. Đây, trên đây sẽ tấm bảng nè. Số khách là coi như người còn sống sót đấy. Hiện tại còn sống sót 5-7 người. Rồi, mình sẽ đi dạo một vòng giới thiệu và anh em các trò chơi nè. Đầu tiên thì anh em chúng trước khi vào khu trò chơi thì có chỗ đá ỉa nè. Bắt đầu bắt ghi chữ nhà đá ỉa luôn. Bạn này ghê thiệt chưa? Đây sẽ có một cái bàn rửa tay. Mình sẽ rửa tay sạch sẽ rồi bồn tắm này kia trước khi chơi game ha. Nhà tắm nha. Ai đù bẹt 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 xong sạch sẽ rồi. Đù ấy chà, nhà vệ sinh cũng đẳng cấp quá anh em ơi. Rồi, ok thì trước khi vào cổng thì sẽ có nhà vệ sinh nha anh em. Rồi, anh em vô đây sẽ bắt đầu tham quan khu trò chơi nè. Đấy, bắt đầu. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu bên đây cho phải trước đây. Đấy, thì phải xuống, anh em xuống đây. Sẽ một cái căn phòng. Căn phòng này là dạng căn phòng mà bên mấy thanh niên tròn vuông tam giác đấy em, mấy thanh niên điều khiển trò chơi nè. Rồi theo dõi camera, theo dõi hù đỉnh, sáng tạo dữ, sáng tạo sáng tạo. Rồi muốn qua bên kia sao vậy? Rồi sao qua bên kia ta? Rồi anh em sẽ đi tiếp đây. Muốn qua đây sẽ có cánh cửa ở đây. Qua đây thì anh em chơi trò chơi câu cá sấu nha anh em. Đây có cái hồ để anh em câu sẽ cá sấu ở đây. Rồi anh em có thể bơi tắm đây cũng được. Có một bạn đang ngâm mình ở dưới nước đây. Ok, cái này trò chơi pha cách một tí. Trò chơi câu cá sấu. Rồi. Tiếp tục sẽ giới thiệu trò chơi thứ hai cho các bạn. Đường đây như một mê cung vậy anh em ơi. Rồi rồi, tiếp tục mình sẽ trò chơi đi bên đây đây. Đây thì sẽ anh em phải ngồi vô ghế này nha. Đông quá rồi. Sao vậy? Hết 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 vô qua được rồi.
thì anh em ra ngoài kia anh em chơi trò đỏ đỏ đen nha, lộn lộn xanh đỏ. Đây đây đây, hiện ghế rồi. Đấy. Đấy, tới đây sẽ hiện cái ghế thì anh em sẽ ra ngoài vườn này. Ngoài vườn đây là sẽ chơi chơi người gỗ nha. Đây là đèn xanh đèn đỏ đấy. Đấy, cái bà này là bà đọc đèn xanh đèn đỏ này. Nó sẽ bắn đứa nào mà nhúc nhích nè. Này thì anh em có thể rủ bạn bè vô đây lập team chơi ha. Đấy, rất là bài bản, đỉnh thiệt đấy. Đó, thanh niên chế tạo đỉnh thiệt chưa? Rồi, tiếp theo anh em sẽ tiếp tục đến trò chơi thứ hai. Ủa, đây 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 đây, đúng chỗ này luôn đấy. Anh em qua đây, sẽ trò chơi cầu kính nha anh em. Đúng là bạn sang cute này đỉnh thiệt chứ, chế tạo game rất là đỉnh luôn. Đây đứng anh em lên đây thì em có thể thấy toàn bộ cái khu nhà của bạn ấy luôn. Rồi, rất là đỉnh, cất kỳ công. Đồ rất là nhiều người chơi nha bạn, lúc nào cái Squid Game này rất là nhiều người chơi, lúc nào cũng quá trời người luôn. Đây, đủ 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 sao? Ý ý ý, rất là khó, rất là vui 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 à, cái trò trò này vui nè mọi người ơi. Lại 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 mọi người đợi tí nha. Ơi ôi, ôi khó thế. Rồi gác quá nướng thịt ăn nè. Rồi đây là chơi cây cờ kính nha mọi người. Đây. Rồi thì như căn phòng đó có nhiêu đây trò chơi thôi mọi người ơi. Rồi mong mày bạn ấy sẽ xây dựng thêm đầy đủ các trò chơi thêm ha. Rất là đỉnh, mình thì tâm ý nhất là cái trò chơi cầu kính này nè, rất là đỉnh. Rất là nhiều, thấy rất nhiều bạn đang chơi nè. À, ý rất là khó luôn, còn anh em còn phải phá đảo trò này mới được. Tức quá nè, quá tức quá. Ui ui rất là hay. Nói chung cảm ơn bạn Sen Cute này đã xây một cái căn phòng quá đỉnh. Ui 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 khó vậy, gà quá gà quá anh em ơi, gà quá. Cây ta cây quá cây. Đây này có thể thấy căn phòng lúc nào cũng full, phòng có 60 người mà lúc nào cũng full 60 60 vô rất là khó nha anh em. Ai đó nhiều bạn em vô đây anh em kết bạn với mấy mọi người trong đây cùng nhau lập chơi trò này cũng vui nè, anh em cùng nhau làm bạn bè chơi cái trò này rất là vui nè. Ui ui thôi thôi thôi, cày rồi đó, nghỉ nghỉ tất cả nóng rồi đó, nhớ tặng tim cho bạn ấy nha, tặng sao cho bạn ấy nha. Ấy. Lại lần nữa coi, cày quá anh em ơi. Rồi mình sẽ khám phá thử mấy cái này coi. Mình sẽ đi trên đây coi. Đù leo leo lên đây nhìn chợ mấy bạn đi vệ sinh đường anh em ơi. Được, hợp lý hợp lý. Đây đâu có một thanh niên nằm ngủ đây nè. Đây. Rất là đông mọi người đang tập hợp đây chơi nè. Rất là đông luôn. Hậu cơ trưởng. Đây chắc mấy thanh niên này chuẩn bị lập team để chơi trò người gỗ quá. Hiện tại em thấy trên mạng đó nhiều các bạn đang lập team vô đây chơi trò người gỗ nè. Đấy, rất là vui. Ok, mình sẽ ngủ đây giấc nha. Đợi trò chơi tiếp theo mình sẽ chơi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video nha. Chúc mọi người chơi game vui vẻ. Mọi người nên vô đây tham gia cùng rủ bạn bè vô đây chơi rất là vui luôn. Bye bye.